Nhà thờ Hồi giáo này chúng ta có thể vào được, nhưng mà chúng ta phải mặc cái bộ quần áo của họ, cái bộ màu dài từ đầu đến chân. Tất cả các phụ nữ vào trong đấy là phải mặc cái bộ trùm từ đầu đến chân. Nam giới cũng phải mặc, anh là mặc quần dài thì thôi, nhưng mà mặc quần short là đều phải mặc cái bộ dài đấy. Còn ai đi vệ sinh là bên tay trái á, chúng ta đi xuống dưới tầng hầm được. Trông như văn công nhỉ. Như bữa đi như là hôm là nhận bằng bằng tốt nghiệp, như là nhận bằng tốt nghiệp đấy. Nhìn quá nhỉ, hai cô cháu ấy trông xinh xỉnh hình xinh. Đoàn văn công chúng ta đi biểu diễn hôm nay gọi hơi xịt. Màn này gọi là màn gì? Màn kiểu đấy cho những đầu hơi người.